chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người. Mình đang có mặt tại nhà vườn hoa kiển lộc trời tọa lạc tại 895 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hôm nay mình sẽ quay và giới thiệu với mọi người về cây lan chi. Cây lan chi là cây thân cỏ sống lâu năm với màu xanh quanh năm. Lá cỏ lan chi có hình sợi, bản đẹp, đuôi lá nhọn. Cây lan chi thu hút lọc không khí, giảm bụi bẩn, chống lại tia bức xạ từ các thiết bị điện tử. Cây lan chi phù hợp làm cây để bàn, cây trang trí nội thất, văn phòng, làm cây treo. Nhìn cây có vẻ mảnh mai, yếu đuối nhưng sức phát triển của cây rất mạnh mẽ, thể hiện sự kiên trì và phát triển, mang đến may mắn tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, khi để cây lan chi trong nhà, văn phòng giúp lưu thông khí, mang đến cho gia chủ bình yên và may mắn. Cây lan chi đại diện cho hành kim, phù hợp với gia chủ mệnh kim và mệnh thủy. Nếu quý anh chị có nhu cầu thì liên hệ số hotline bên dưới. Chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân viên để gọi lại tư vấn cho anh chị. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và theo dõi kênh. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành và giữ gìn sức khỏe thật tốt trong mùa dịch này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.